lên cho mấy con hải âu ăn bánh mì. Yeah, they're fighting for your bread, but you have to say, you have to give all of them, okay? Don't give one only. And then no more what? Sorry, Seagull. I have no breakfast for you. No more chip, no more turkey, no more. Nó giải thích với mấy con hải âu là xin lỗi nha. Hết bánh rồi. Hết thịt gà tây rồi, hết hết trơn rồi, không còn gì cho mày hết á.